mọi thứ đều ở quanh tôi. Tôi nghĩ cách sống này rất giản dị và rất đẹp. Tôi cảm thấy thanh thản, yên tĩnh hơn trong loại môi trường này, trong loại xếp đặt này. Tôi không biết quý vị thì sao, tôi chỉ hy vọng là họ để tôi ở lâu. Bởi vì từ trước cho đến giờ rất khó cho tôi sống một cuộc đời giản dị. Vì nếu có một căn nhà lớn thì phải chăm sóc. Cho dù không tự chăm sóc thì cũng phải có nhân viên chăm sóc. Rồi mình phải chăm sóc cho nhân viên. Phần đó còn khó hơn là dọn dẹp. Hiểu ý tôi không? Thật sự không đáng gì cả. Nếu có tài sản, nhà tốt, xe đẹp và mọi thứ thì khủng khiếp. Cần quá nhiều chú ý, biết không? Mình phải quan tâm rất nhiều đến nó. Thật sự không đáng. Đồng ý không? Dạ, đồng ý. Vậy tốt. Nhưng quý vị có nhà lớn mà, đúng không? Tốt, tốt. Tôi mừng cho quý vị. Càng nhỏ càng tốt. Chúng ta ở chật một chút, tốt hơn, không quan trọng. Tiết kiệm thời giờ, biết không? Dành thời giờ để thiền. Tiết kiệm công sức và tiền bạc nữa. Nhưng nhiều khi cũng tùy số mệnh. Như một người có mệnh làm vua, thì cũng không sao thoát được. Ít nhất, ông cũng phải lãnh trách nhiệm một thời gian. Cho đến khi ông tu hành rồi sau đó mới có thể tránh được. Hầu hết chỉ là số mệnh, biết không? Định nghiệp trước khi mình sinh ra. Những gì mình được quyền hưởng thì mình phải có. Như tưởng tượng xem, tiện cho chúng ta biết bao ngay cả tôi. Nếu tôi không phải ăn uống, như vậy còn tiện hơn cho tôi nữa. Vì nhiều khi tôi thật sự không có thời giờ, tôi ăn trong khi đang nói chuyện điện thoại, trong khi kiểm lại tài liệu hoặc bản tin, bất cứ gì. Không phải như thích thú hay gì cả. Nhiều khi rất bất tiện, ở những thời điểm khác nhau, khu mua sắm quá bất tiện. Nhưng nếu đó là mệnh của mình thì mình phải làm, thế thôi. Tôi bố thí rất nhiều thức ăn cho mọi người, nên bây giờ tôi cần phải ăn nghiệp chướng của tôi. Giống như là tôi thật sự không quan tâm về tiền bạc, nhưng tôi cho quá nhiều, lúc nào tôi cũng cho. Trong kiếp trước cũng vậy, nên bây giờ tôi phải lãnh nghiệp. 2.000 Mỹ Kim là tôi đã có một căn nhà, tôi cần nhiều tiền để làm gì? Cho nên hãy chấp nhận những gì mà mình có, chúng ta thật sự không thể nào thoát được. Nếu cố chạy trốn, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Bây giờ có câu hỏi gì không? Không hả? Được rồi. Tất cả quý vị từ đâu đến? Thụy Sĩ mới đến. Đức. Đức. Còn đâu nữa? Anh Quốc. Hungary. Hungary, tốt. Chào mừng quý vị về nhà. Pháp. 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 Cũng có Pháp nữa. Quý vị đến sớm như vậy tốt. Không bao giờ biết được. Quý vị không bao giờ biết tôi có thể không ở đó. Cho dù tôi muốn, nhiều khi việc xảy ra tôi phải đi. Thành ra quá vội vàng như vậy, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi ước chi có thể sắp đặt, báo quý vị biết. Như 6 tháng sau chúng ta sẽ có, không phải lúc nào cũng làm được. Vì thế giới lúc nào cũng thay đổi, nghiệp chướng của mọi người thay đổi, và chúng ta luôn luôn có tâm ấn mới và sự việc thay đổi. Mỗi lần có tâm ấn mới thì sự việc thay đổi cho tôi. Biết không, việc xảy ra nên tôi không thể ở lại nơi nào, và tôi phải đi, vân vân. Nhưng không sao. Cũng gần. Dạ. Châu Âu nhỏ, tiện lợi mà. Nếu quý vị mua vé liền thì hơi mắc một chút. Tôi rất xin lỗi. Dạ, không sao. Rất rẻ. Rất rẻ hả? Chỉ 100 thôi ạ. Nhưng quý vị từ đâu đến? Dạ, Đức. Tôi không biết. Chỉ 2 tiếng 15 phút. Mà tôi phải trả khoảng 350. Có thể được nếu mua trước trên mạng Internet. Ồ, tôi không có đặc quyền như thế. Không có đặc quyền ngồi nơi nào đó và thậm chí có được Internet nữa. Đó là vấn đề. À, tôi biết nếu mình có thời giờ và một nơi cố định, mình sẽ có mọi tiện nghi. Nhưng tôi không thể lúc nào cũng ở một chỗ như vậy.
Tôi không thể lúc nào cũng sống như là tôi biết mình sẽ đi trong 2 tuần nữa. Nhiều khi tôi biết, nhưng rồi sự việc thay đổi vì tôi giúp người khác. Rồi tôi thay đổi nghiệp chướng của họ, tôi đổi nghiệp chướng của tôi, lịch trình của tôi. Không dễ gì giúp đỡ người khác và vẫn giữ vận mệnh của mình được nguyên vẹn. Nếu xen vào nghiệp chướng của người khác, mình phải bị kéo theo. Lúc nào cũng vậy. Cho nên tôi xin lỗi vì đã hối thúc quý vị. Nhưng tôi thành thật, không biết trước được. Tôi có thể biết, có điều thì tôi biết, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nhất là đối với một nhóm đông người, vì quý vị có nghiệp chướng khác nhau. Tôi biết tôi làm gì. Tôi biết 1-2 người sẽ làm gì, hoặc có thể 5 hoặc 10 người, nếu nghiệp của họ tương tự. Nhưng nếu quốc gia khác nhau, nhóm khác nhau, thì không thể tiên đoán được. Vì đầu óc quý vị thay đổi luôn luôn. Nó làm lịch trình của tôi cũng thay đổi, đó là vấn đề. Có quá nhiều nghiệp chướng khác nhau. Tôi phải điều hành hoàn toàn cõi tinh cầu. Nếu muốn biết chính xác, biết không? Tôi có thể biết tới mức nào đó. Nhưng nếu quý vị mang theo một người khác, thì sự việc lại khác. Thí dụ như vậy, hoặc nếu quý vị nói với người khác, mọi việc cũng khác rồi. Tôi cũng không ngờ đó cả ngày, để nhìn vào quả cầu pha lê hoài. Tôi có nhiều việc quan trọng để làm, hơn là bài trò bói toán. Nếu phải biết thì tôi sẽ biết. Nhưng những việc khác không cần thiết. Chúng ta chỉ làm khi nó đến, như vậy là tốt nhất. Hiểu không? Dạ, hiểu. Quý vị đến nhanh như vậy mà đã phiền phức lắm rồi. Nếu lâu dài hơn, có thể có nhiều vấn đề hơn nữa, không nhất thiết quý vị có thể đến được. Vì giả sử như sự việc luôn luôn thay đổi, quá nhanh đến nỗi tôi không thể lúc nào cũng dự tính được. Giả sử tôi biết, giả sử tôi biết đi. Nhưng rồi một số quý vị không thể đến. Hoặc là khi quý vị đến, tôi đã đi rồi. Không bao giờ hoàn hảo cả. Giả sử tôi biết được trong vòng 2 tuần lễ. Tôi cũng biết là sẽ ở đây bao lâu. Tôi biết điều đó. Nhưng đôi khi tôi muốn gia hạn thêm một chút, hoặc có khi tôi muốn điều chỉnh lại làm cho ngắn hơn vì mục đích khác. Cho nên tốt hơn là quý vị cứ đến, hy sinh một chút tiền. Thế là quý vị có được chỗ ở và thức ăn miễn phí, phải không? Có ai bắt quý vị trả tiền không? Dạ không. Không, không cần. Tất cả đều miễn phí. Cảm ơn sư phụ. Hay lắm, như vậy rất tốt, phải không? Họ làm việc rất cực. Thấy không? Những gì tôi quên, họ là nhớ. Cảm ơn. Nhiều đôi tay giúp làm công việc nhẹ đi. Tôi đã nói với quý vị là họ rất được việc, tế nhị, quan tâm và rất chi tiết. Tôi rất thích họ làm việc nhanh nhẹn. Tôi thích vậy vì tôi không có thời giờ. Ngay cả nếu có thời giờ thì tôi muốn đi thiền. Tôi không muốn lãng phí thời gian nói chuyện, chỉ thị mấy thứ vật chất này. Cho nên quý vị vui vẻ ha. Dạ vui. Một trung tâm tốt ha. Cái gì đó? Tôi hiếu kỳ. Cái gì đây? Dạ, trà hoa lài. Trà hoa lài à? Được. Xin lỗi ngài, nó hơi lạnh một chút. Ồ, đông lạnh, kem lạnh. Dạ, trà đá. Trà đá phải rồi. Không, cũng được lắm. Họ cố gắng để giữ cho ấm. Nhưng định luật vật lý không hiểu họ muốn gì. Giống như cơ thể. Mình muốn làm điều này, điều nọ, nhưng đầu óc, thân thể cứ gây khó khăn cho mình. Chúng ta khó làm được. Chúng ta muốn làm thánh, nhưng nó lại bảo mình làm này làm kia. Về sau này, mình cảm thấy hối tiếc. Đừng lo. Quý vị là thánh nhân. Thánh nhân danh dự. Nhưng cứ tiếp tục cố gắng. Giống như thánh nhân trong cốp xe. Hiểu ý được không? Biết không? Có những người mang hàng lậu qua biên giới, để trong cốp xe và lái vòng quanh. Thánh trong cốp xe.
Tôi bịt mắt Ma Vương lại, trói hắn vào một góc và lái xe đưa quý vị ra. Khi hắn chạy ra thì đã quá trễ. Chúng ta có cách để làm mọi chuyện. Nếu trong thế giới vật chất này, người ta có thể nghĩ được cách để chuyển lậu hàng tệ hại hoặc làm điều gì đó, thì trong thế giới tâm linh, chúng ta cũng tìm được cách. Chúng ta không xấu, không tệ hơn đâu. Đó không phải là chuyện bất hợp pháp, nhưng chỉ là một cách khác để điều hành. Bằng không, quý vị nghĩ sao chứ? Cả thế giới đều đi lên như vậy. Bằng cách nào? Đi lậu. Qua biên giới. Biên giới thứ hai và thứ ba. Có một kẻ hở ở đâu đó. Nếu biết thì quý vị đi qua được. Không, tôi đã hối lộ nhân viên an ninh biên giới. Tôi lo lót họ rồi. Đúng không? Có phải quý vị nghĩ như vậy không? Mình không thể làm như vậy được. Họ có mắt còn lớn hơn cả mặt trời. Họ thấy khắp mọi nơi. Chỉ có điều là tôi có thể làm được. Giả sử quý vị là vua một nước, đôi khi có thể ban lệnh ân xá cho bất cứ người nào, đúng không? Miễn là không quá nghiêm trọng, không quá trầm trọng như giết hoàng tử hay gì đó, hoặc là làm cách mạng chống nhà vua hay gì đó, thì vua có thể ân xá cho bất cứ ai, phải không? Nên nếu thế giới này như vậy, thì cũng có thể giống trên thiên đàng, phải không? Tôi cũng thất vọng. Quý vị không có câu hỏi sao? Quý vị bình thường huyên thuyên, hỏi nhiều lắm mà. Sao? Như chuyện tếu, có lần sư phụ kể về minh sư và đệ tử. Người đệ tử luôn luôn viết nhiều lá thư, thưa sư phụ, con rất tinh tấn trong việc tu hành. Ồ, phải, đúng đó. Cho nên bây giờ quý vị tốt rồi, không còn quan tâm gì nữa hả? Dạ, thật vậy à? Những người mới đến không có câu hỏi nào. Ngày hôm qua họ có mấy câu hỏi. Nhóm đầu tiên hỏi ngay lập tức. Khi quý vị không có ở đây, họ hỏi nhiều. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn yên lặng. Vậy cũng tốt. Được, quý vị có thể hỏi những câu hỏi thú vị. Không phải những câu hỏi thế tục hoặc nhàm chán. Có thể hỏi bất cứ gì hoặc có thể kể cho tôi những điều quý vị biết được. Nói cho tôi nghe điều gì đó. Có điều gì thú vị xảy ra cho quý vị mà có thể kể tôi nghe không? Lâu lắm rồi quý vị không gặp tôi mà lại không có gì để nói à? Chà, đời sống êm ả quá. Cứ nói. Từ khi sư phụ nói là Ngài đã nâng chúng con lên ở bên trong. Thỉnh thoảng con xem truyền hình, con chú ý thấy là càng ngày càng có nhiều thông tin. Như thế giới muốn biết nhiều hơn về tâm linh, như gần đây ở Đức. Truyền hình có chiếu chương trình về một người có tha tâm thông. Tha tâm thông. Và cũng có nhiều tạp chí nói là thiền định tốt cho sức khỏe. Đúng. Người tự chữa bệnh cho mình, như ông bác sĩ tên tôi, biết không? Họ không chỉ dựa vào y khoa, mà họ bảo mọi người rằng mình cũng có thể tự chữa cho mình. Có thể tự chữa cho mình. Dạ, tự chữa cho mình. Nhiều đề tài như vậy ngày càng được mở rộng. À, trong giới truyền thông. Dạ, trong giới truyền thông. Tốt, à, tôi cũng có thấy. Khi nào tôi có dịp đọc tạp chí, bây giờ họ luôn luôn tường thuật những tin khẳng định hơn. Ngay cả trong lĩnh vực khoa học và y khoa. Như vậy, nghĩa là khoa học đã thật sự bắt đầu hoặc đã tiến sâu vào việc nghiên cứu tâm linh. Như vậy tốt. Bởi vì rất nhiều người tin tưởng vào khoa học. Và nếu các khoa học gia cũng có thể hướng về tâm linh hơn, thay vì chỉ khoa học vật chất. Vì thế,
cũng là một sự phục vụ rất tốt cho thế giới. Còn gì khác nữa? Báo cáo cho tôi biết, tôi mới trong động ra, không biết gì hết. Nói tôi biết, thật vậy, tôi không xem truyền hình nhiều. Chỉ thỉnh thoảng đọc tạp chí trên máy bay. Hoặc khi tôi phải ra ngoài làm gì đó. Nói đi. Con đọc trong một tạp chí. Có câu chuyện về một người không ăn gì từ năm 2000. Chỉ từ năm 2000, ý nói 5 năm. À, thế cũng là chuyện lạ rồi. Vậy tốt. Chúng ta có đồng tu ở Hungary. Cô ta đã không ăn lâu lắm rồi. Người sống bằng không khí phải không? Có những chuyện như vậy xảy ra khắp nơi. Hôm qua tôi đã nói chuyện cho quý vị biết làm thế nào để nhịn ăn rồi. Tôi dạy cho quý vị, nhưng quý vị phải thực hành mỗi ngày. Thay vì như vậy, tôi nghĩ là chúng ta chỉ ăn và thiền tuần này. Tại sao phải tự hành hạ, lãng phí thời giờ và áp lực ý chí quá nhiều? Chỉ vì vài miếng lương thực phù du. Ăn hay không ăn không quan trọng. Chỉ đừng tham lam và ăn nhiều quá, làm cho mình không được thoải mái. Thế thôi. Bằng không thì cũng vô dụng thôi. Ăn uống cũng giống như gãi mặt hay thở thôi. Không sao, chỉ là việc bình thường. Ăn uống chỉ để cho cái máy này hoạt động. Nhưng quý vị có thể bằng mọi cách ngừng ăn bất cứ lúc nào mình muốn. Ngoại trừ nếu số mệnh của mình là phải ăn trong thế giới này thì chúng ta phải ăn thôi. Bởi vì tất cả chúng ta đều liên hệ. Người nông dân phải bán rau củ. Mọi người có liên hệ đến canh nông hoặc dây chuyền thực phẩm. Họ phải làm việc và kiếm tiền. Cho nên, đó là bổn phận đối với nhau. Quý vị ăn để giúp họ kiếm tiền. Trong khi đó, quý vị làm việc gì khác cho họ, quý vị may quần áo cho họ, người khác làm thuốc men cho họ, còn họ làm thực phẩm cho quý vị. Đó chỉ là sợi dây liên hệ với nhau. Trên hành tinh này, chúng ta phải làm việc đó. Nếu mọi người không ăn, thì nền kinh tế suy sụp ngay. Cho nên những gì tôi dạy quý vị ngày hôm qua, hãy quên đi nhé. Chỉ để tham khảo thôi. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị có thể sử dụng. Nên quý vị đừng nghĩ rằng mình chỉ sống bằng thức ăn mà thôi. Có thể sống mà không cần ăn. Nếu phải như vậy, chắc chắn sẽ sống, không sao hết. Đôi khi tôi nhịn ăn một thời gian dài, không có gì xảy ra cho tôi. Thậm chí không cảm thấy đói bụng, không muốn ăn. Đến lúc bắt đầu ăn trở lại, thức ăn giống như là giấy vậy. Không có hương vị gì, không có gì ngon cả. Nhưng không sao, chỉ sống như mọi người để quý vị không kéo quá nhiều sự chú ý cho mình. Trước đây có một nữ tu tên là Therese Neumann, bà ta ở Conorales, hay đại khái vậy, ở Bayern. Bà ta nhịn ăn mấy chục năm. Có nhiều người đến xem bà hàng ngày, rất nhiều mỗi ngày, và thậm chí bà không sao sống bình thường được, nên về sau nhà thờ cấm mọi người không được đến tùy tiện. Nếu người nào muốn đến nhà bà để xem bà nhập định hay bất cứ lúc nào, họ phải được phép của nhà thờ. Thấy làm sao mà sống đời mình như vậy? Gì thế? Bà ta có những cái dấu ở trên đầu như Chúa Giêsu và có máu. Mỗi thứ sáu, người ta đến xem. Nhiều người nhịn ăn ở Ấn Độ, họ không ăn. Có người không ăn, có người không mặc quần áo. Số mệnh của mình thế nào thì cứ làm vậy. Đó không có nghĩa là dấu hiệu của thánh nhân. Có người phải hy sinh tất cả, ngay cả việc ăn uống, quần áo, để đạt được gì đó. Quý vị rất may mắn. Có thể ăn uống, mặc bất cứ gì mình muốn, mà vẫn có thể là thánh nhân. Như vậy không phải tốt sao? Dạ. Thật vậy, quả vị thánh nhân có một cái giá. Có người phải ăn ít hơn hoặc không ăn gì cả để đạt được quả vị này. Đó là cái giá. Tôi đã kể quý vị nghe nhiều lần rồi. Trước đây ở Trung Hoa có một nhà sư có 500 đệ tử. Ông biết rằng ông có thể đến bất cứ nơi nào dự tiệc ăn thức ăn ngon
nhận cúng dường và không gì xảy ra cho ông. Nhưng các đệ tử của ông thì không được như vậy, nhưng họ lại ganh tị, nghĩ rằng vị thầy không tử tế, không rộng lượng, chỉ muốn dành mọi thứ cho riêng mình và tất cả những gì tốt cho bản thân ông, cho nên lúc nào họ cũng nài nỉ đòi theo, bằng không ông cũng không chịu nổi, nên ông mang họ theo. Sau khi vãng sinh, họ đầu thai thành chim hồng hạc. Đời sau 500 con chim hồng hạc lúc nào cũng bay quanh nhà sư đó, vì họ là đệ tử của ông trong tiền kiếp. Vì họ ăn quá nhiều dự tiệc tùng mà không có đủ công đức để bù vào, nên phải đầu thai làm chim hồng hạc. Nên những gì mà chúng ta được ban cho thì đó là những gì mình có. Do đó, tôi thậm chí cũng không thể tìm được căn nhà đơn giản, rẻ và một chiếc xe nhỏ. Tôi không thể. Dù muốn nhiều đến mức nào, tôi cũng không thể. Chuyện không thành. May là bây giờ, tôi có một toa xe di động vì tôi nhận phước báo từ cặp vợ chồng này. Do phước báo của họ, tôi có thể có được toa xe với giá 2.000. Nếu là tôi, và từ ra ngoài mua, tôi sẽ không bao giờ thành công, bảo đảm với quý vị vậy. Rất khó, giá tiền sẽ hơn gấp 10 lần. Tối thiểu, biết không? Dù tôi muốn mua một toa xe cũ, không bao giờ bán với giá này. Và tôi không bao giờ có thể mua toa xe cũ như vậy. Không bao giờ. Nó chỉ xảy ra, tôi sẽ không thể tìm được. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì, nếu tìm được, họ sẽ la tôi, đối xử tệ với tôi, tống tôi ra ngoài, hoặc gây phiền phức cho tôi để tôi không thể mua được. À, điều đó có xảy ra. Không phải vì họ xấu, cho nên bất cứ khi nào người khác đối xử với quý vị không tốt, phải biết nơi đó không thuộc về mình, đừng nên ép. Hoặc nếu mình yêu ai, và người đó không thích mình đối xử tệ với mình, thì hãy rút lui đi tìm người khác. Người đó không phải của mình. Hoặc có lẽ Thượng Đế muốn giúp mình khỏi phải đau lòng. Có thể người đó không tốt cho mình, đại khái vậy. Chuyện đó luôn luôn xảy ra. Sau này quý vị hiểu ra, à, mai là mình không yêu anh chàng đó. Anh ta không tốt. Đại khái vậy, biết không? Sau này quý vị phát hiện rằng mọi việc luôn luôn tốt, mọi điều xảy ra đều có kết cục tốt, nếu quý vị sống để biết. Và sau này quý vị lúc nào cũng trân quý nó, đúng không? Dạ đúng. Đúng vậy. Nó dạy cho chúng ta kiên nhẫn,